lắng lo đôi tư trên đời. Vợ thì ngầm một góc, đếm hóa đơn để rồi bật khóc. Thằng tèo thì nheo nhóc, đã ống bơ chưa bơ cơm ngon. Lương thì chưa kịp tăng, xe thì hết cả sáng. Mong chờ ba mùa trắng, trăng mà một mùa có không tiến. Con còn không đủ nó, trăng ngàn thứ phải lo. Đau bệnh yên tự do mà trở về mò đã lo sốt vó. Hết đến nơi rồi, ôi dồi ôi các anh mình ơi. Toàn đến nơi rồi, ôi dồi ôi các em mình ơi. Hết đến nơi rồi, nhìn mà hết cả hơi rồi. Toàn đến nơi rồi, hết chặt mình ơi, hết chặt mình ơi. Xong đấy nhở? Làm gì phải hốt, làm thì mà gì mà phải hốt. Việc của mình là đâu, hết đến không lo toàn. Việc gì phải hốt, việc gì mà phải hốt. Việc của mình là đâu, hết đến không dễ dàng. Yeah. Đàn ông đứng hẹn hò vui hát ca, làm mình cũng vui lấy đi ngay ra chính hiên nhà. Chỉ dám đứng xa xa vì hết mana. Nhìn về đâu cũng là việc mà nhà con bao nhiêu là việc ưu tư. Nghĩ cũng muốn chơi, từng cây son đang nhìn một mà dòm vào ví cả hồn ưu tư. Nghĩ vẫn muốn chơi, hết đến nơi rồi, ôi giời ơi các anh mình ơi. Còn đến nơi rồi, ôi giời ơi các em mình ơi. Rồi, cảm ơn đội văn nghệ nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, công bằng, khách quan, trên tay cô đã có kết quả của hai phần thi. Các em có hồi hộp không ạ? Bây giờ cô sẽ thông báo kết quả của phần thi trang trí cây đào. Chúng ta có một giải nhất, một giải nhì và hai giải ba. Rồi, tổng điểm 273 điểm là kết quả của khối 9. Chúc mừng các em khối 9 đã đạt giải 3. Tiếp theo là tổng điểm 364 điểm là tổng điểm của khối 7. Chúc mừng các em khối 7 đạt giải 3. Và các bạn là đại diện của khối 7 và khối 9, các em sẽ lên trên sân khấu để trao giải luôn ạ, để tìm ra nhận phần thưởng ạ. Đại diện của khối 7 và khối 9. Tiếp theo tổng điểm 380 điểm. Theo các em là khối nào ạ? Tổng điểm 380 điểm là tổng điểm của khối 8. Chúc mừng các em khối 8 đã đạt giải nhì. Và cuối cùng là khối 6 đạt 383 điểm. Chúc mừng các em.
trước xin chúc các quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo bước sang năm mới sức khỏe, nhiều hạnh phúc và thành đạt. Chúc các em bước sang tuổi mới sức khỏe, học giỏi. Xin chân thành cảm ơn.